Xin chào mọi người, hôm nay nhà mình đi công viên nước, công viên cá. Qua bên kia phóng ta. Đây nè, khú là con khú này, giống như ở Việt Nam mình gọi khú, mà sao con này đuôi nó đẹp quá ta. Đây, trong đây đấy, đây là những chú vẹt, vẹt bớt. Đây. Đây. Đây kim long, đây là những chú kim long rồi, cá tai tượng của mình nữa các bạn ạ. Kim long và cá tai tượng. Đây. Đây là hình camera, đây thì cái con nó nằm trên đây mọi người nha. Em đưa máy cho nó để nó online thôi. Nó chỉ cho cách online. Đây mọi người. Đó, có cả cá tai tượng Việt Nam mình nữa nè. Và mấy em kim long. Đây là mọi người sắp hàng để mua vé. Con kim này. Đây là con voi biển. Con cá hải tượng to lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con này ướm chừng nó dài khoảng tầm 2 mét. Ở đâu ôm cái gì cơ? Bố nó cầm gì nè bố? Nó kéo nó ôm cái cục gì luôn. Đây là phần đuôi của nó nha. Trang có một lớp kính à. Đây là những con cá gì mà trong suốt rồi. Đây là những con cua king crab. Thank you.
lo que no hay. Que no quiere que existía antes, que el ser humano es el que ha destruido todo. Y se lo come. Vậy tôi mới còn cô không lo. Con gì? Mẹ ô ô chú bọc hả? Mà cô sẽ cầm cái bình nước. Đây là những con sao biển. Và trong những con sao biển có con mặt cô cứng. Nó đang cột cái băng vô. Con nhím gì nó đen đen nè mọi người. Con rồng biển hả? Này giống con rồng biển đó mọi người. Cái này là dragon sea. Dragon sea. No, like grass. No, that's a dragon sea. That's a dragon sea. Đây con cá ngựa là mọi người đó. Baby. Ờ, bên đây là cá gì trong phòng rồi nó phát sáng nha, trong phòng tối cho nên họ để tối nè. À, những con gì ở trong phòng tối nó phát sáng nè, mình không thấy gì hết. À, con cá này nó bơi, con mắt nó màu sáng nha mọi người. Chúc mừng giữa đi. Cái con mắt của nó phát sáng. Ở đây là những con sứa biển nè. Con này là con gì bố? Jesus. Like this. Cái này chú hơi dạy luôn. Nào biết rồi con này là con gì không? Jelly. Oh, jelly.
Jellyfish. Nhìn giống ảo ảnh quá. Ok mọi người, thì mình sẽ đi một vòng nữa xuống dưới này coi rồi mà. Thì nãy mình xuống dưới đây mà. Là hải tượng. Đây là một con cá ẩn mình theo cái màu cát nha mọi người. Đó. Nó nằm sát trên mặt cát đó, nó tạo cái màu cát. Get out of his way. You look this one. Este tiene dos puntas.
Đây gọi là ó biển nha mọi người. Đó. Cá đuối nhưng mà thực ra thuộc dạng gọi là ó biển. Và đây là những con hồng hạc nha mọi người. Đây là con hồng hạc. Nãy mình đi qua cái đường ống kia kìa đó, ở dưới kia là đó, cá mập đó, thấy không, đó. Cá mập nó bơi bơi, thấy không? Đâu, không thấy quả trứng nào của chị nấu. Đây là hồng hạc. Con này là con hồng hạc. Ờ, nó đang ăn đó. Nó đứng con chân mà nó không mỏi nè. Đây là cái chỗ ở trên, mình đi mấy trên nha mọi người. Lấy cái chỗ mà cá mập. Ở dưới là cá mập, mọi người đi trong cái ống kiến. Đây là những con cá mập nè. Ở dưới là người đi, còn trên là cái bể cá mập. Wow.